để có được đòn đánh bất ngờ vào các thành phố, thị xã trên toàn miền Nam. Trước đó, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9 Khe Xanh nhằm đánh một đòn nghi binh chiến lược để thu hút lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ, tạo điều kiện cho các đô thị miền Nam tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Thực hiện đòn tiến công của bộ đội chủ lực nhằm thu hút nghi binh và phân tán lực lượng, tiêu diệt địch mà chiến trường chính là hướng Đường 9 Khe Xanh. Mặt trận Đường 9 Khe Xanh sẽ thực hiện nhiệm vụ thu hút, giam chân một bộ phận quan trọng lực lượng cơ động chiến lược của địch. Phải tiêu diệt được nhiều quân Mỹ ở cái chiến trường Khe Xanh. Cái thứ hai là thu hút và nghi binh, thu hút kéo được nhiều quân Mỹ ra cái chiến trường Khe Xanh để tạo điều kiện cho các cái chiến trường khác. Đối với Mỹ, cả McNamara lẫn bộ chỉ huy tối cao Hoa Kỳ đều đã nhận thấy Khe Xanh là thế trận mà họ có thể nghiền nát quân Bắc Việt, và họ tin rằng quân Bắc Việt sẽ mắc vào thế trận răng bẫy ở cứ điểm này. Chính vì vậy, Khe Xanh được hỗ trợ bởi hệ thống hỏa lực cực mạnh, là chiến dịch hỗ trợ hỏa lực đường không dày đặc nhất trong lịch sử chiến tranh. Lực lượng của Hoa Kỳ trong trận Khe Xanh chủ yếu thuộc quân đoàn tác chiến thủy bộ 3, thủy quân lục chiến, có khoảng 45.000 quân trên toàn tuyến, trong đó có 28.000 quân Mỹ, gồm 3 trung đoàn tăng cường thuộc, 9 tiểu đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn và 1 đại đội cơ giới. Trong quá trình phòng ngự, được sự chi viện mạnh của không quân pháo binh ở phía sau. Để đảm bảo kỹ thuật hậu cần cho Khe Xanh, Mỹ sử dụng tải thương bằng trực thăng và phương thức tiếp tế thả dù ở độ cao tầm thấp, thực hiện bởi một cầu hàng không hiện đại quy mô khổng lồ trên các máy bay vận tải C-130. Mỹ có thể đáp ứng cho Khe Xanh tới 600 tấn hàng tiếp tế trên một ngày. Ngoài ra, Mỹ triển khai một hệ thống cảm biến điện tử hiện đại quanh Khe Xanh để hỗ trợ cho các hệ thống trinh sát đường không và trên bộ. Quân đội Hoa Kỳ ở Khe Xanh được yểm trợ hỏa lực bởi những vũ khí tối tân nhất thời đó. Các tổ hợp radar phản pháo mới như Sky Spot, 16 pháo tự hành vua chiến trường M107 175mm bố trí tại trại Caron ở gần Cam Lộ và trận địa trên đỉnh đồi Rock Pill, 18 lựu pháo 105mm, 8 pháo 155mm tại các căn cứ pháo binh tại Quảng Trị, pháo yểm trợ tầm trung từ trận địa Bắc đèo Hải Vân. Từ cấp chỉ huy cho đến viên đại sứ Mỹ, tất cả đều phán đoán quân giải phóng không đủ sức tấn công vào các thành phố, đô thị, mà đó chỉ là đòn nghi binh, chiến trường nhất định sẽ diễn ra ở Khe Xanh. Trong năm 1968, chiến trường Khe Xanh được Mỹ tin tưởng rằng đây sẽ là đòn tử huyệt của quân Bắc Việt, nên Khe Xanh là nơi đấu trí đấu lực quyết liệt giữa ta và địch. Khe Xanh nó gần giống như Điện Biên Phủ ấy. Đây là cái điểm đầu cầu ở cái chỗ mà đường tiếp tế 559 của ta vào miền Nam đấy. Cái đấy nó thung lũng, nó bé lắm. Nếu như Điện Biên Phủ có 1 cây số mà rộng mà dài mà, thì Khe Xanh chỉ 1 cây số thế. Mở mặt trận Khe Xanh để chia lửa với cái chiến trường Đông Nam Bộ. Ở cái thời kỳ này, Hoa Kỳ đang huy động những cái trận căn này 5 vạn quân ở Nam Bộ kia. Căn cứ quân sự Khe Xanh là trung tâm của hệ thống hàng rào điện tử, được xây dựng thành tập đoàn phòng ngự mạnh và kiên cố nhất của Mỹ ở địa đầu miền Nam Việt Nam, gồm các cứ điểm, làng vây, chi khu quân sự Hướng Hóa, Hội San, cụm cứ điểm phòng ngự sân bay Tà Cơn, Quảng Trị. Toàn bộ tuyến phòng thủ đường 9 Khe Xanh rộng gần 20 km, từ Nam Vĩ Tuyến 17 đến đường 9 dài 100 km, chạy từ sông Bến Hải đến biên giới Việt-Lào. Với tuyến phòng ngự kiên cố này, Mỹ hy vọng sẽ ngăn chặn quân giải phóng từ miền Bắc tiến công hoặc thâm nhập qua giới tuyến quân sự tạm thời vào miền Nam. Lúc này, tư lệnh quân Mỹ ở Việt Nam, tướng William Westmoreland, quyết định rằng cần phải thả mồi ngon
lùa quân địch vào bẫy để buộc quân giải phóng phải đánh nhau theo cung cách quy ước vốn là sở trường của quân Mỹ. Những nhà sử gia Mỹ đã nhận xét rằng đối với Westmoreland, đây là trận chiến mà ông ta đã tìm kiếm trong suốt đời binh nghiệp. Một trận chiến mà đối phương đã phải tiến hành một cuộc tấn công chính quy. Ông ấy đã đạt được điều đó. Chiến dịch này mang tên Operation Scotland, nhận được sự tán thưởng của giới chính khách Mỹ và Sài Gòn. Chính quyền Mỹ cũng tin rằng Khe Xanh sẽ là cái kết thảm bại cho quân đội Bắc Việt, nên Tổng thống Johnson cho đắp sa bàn Khe Xanh ở Nhà Trắng và hàng ngày nghe báo cáo về chiến sự ở đây. Vậy là trong vành đai sắt dựng trên khu vực giáp giới với miền Bắc và Lào, ngoài hàng rào điện tử McNamara và hàng loạt căn cứ như Cửa Việt, Cồn Tiên, Đông Hà, Cam Lộ, Khe Xanh được Hoa Kỳ kỳ vọng sẽ là nam châm thu hút quân đối phương để Hoa Kỳ dùng ưu thế hỏa lực tiêu diệt trong một thế trận Điện Biên Phủ đảo ngược. Họ nói rằng là thách quân Bắc Việt dám đem được quân đến tấn công vào cái cứ điểm này. Nếu chúng ta đem quân thì họ sẽ dùng hỏa lực không quân và pháo binh sẽ nghiền nát của chúng ta. Một nơi mà người Mỹ có thể lùa đối phương vào và tiêu diệt họ. Nhưng Mỹ không ngờ rằng đây là một sai lầm chiến lược của họ, bởi quân giải phóng vẫn kiên quyết nổ súng để giành lại Khe Xanh và ghim chân Mỹ tại chiến trường này. Đêm ngày 20 dạng ngày 21 tháng 1, pháo binh chiến dịch của sư đoàn 304 quân giải phóng phát hỏa. Đoàn tiến công bất ngờ kéo dài với uy lực mạnh, đánh vào nhiều mục tiêu quan trọng ở Khe Xanh đã gây ra một sự bất ngờ lớn với Mỹ. Những đợt tấn công liên tiếp của quân giải phóng khiến lực lượng quân Mỹ tại Khe Xanh phải chiến đấu co cụm trong các chiến hào và bon ke. Việc tiếp tế chỉ có thể thực hiện được bằng đường hàng không. Chúng tôi đã chạy từ hố pháo này sang hố pháo khác. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bùm bùm. Tôi nhìn Hank và cả hai chúng tôi đều dính đầy đất. Và đạn pháo lại tiếp tục rơi xuống, cách chúng tôi khoảng 300 mét về phía bắc. Đó có thể là kết quả của một phát đạn pháo từ cỡ pháo 152 ly. Mặt đất rung chuyển. Mô tả cảnh tượng trên, nhà báo Mỹ Michael McClear viết: dạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 1968, pháo tầm xa của Bắc Việt Nam mở màn cuộc bao vây ở Khe Xanh với sự chính xác tai hại. 300 quả đạn đã làm 18 lính Mỹ chết, 40 bị thương. Những quả đạn pháo ấy như rơi ngay vào Washington. Ngày 22 tháng 1 năm 1968, tình hình Khe Xanh nguy ngập bởi kho đạn 1.500 tấn chiếm phần lớn dự trữ đã bị phá hủy, phá một máy bay lên thẳng. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 9, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cùng máy bay vận tải chở đạn dược khẩn cấp đến tăng cường cho Khe Xanh. Để bảo vệ Khe Xanh, ngoài lực lượng hỏa lực bố trí trong căn cứ, Mỹ còn dùng pháo binh hỗn hợp cùng máy bay các loại, kể cả B-52, để chi viện. Để đảm bảo cho việc phục vụ vây lấn ở hướng Tây chắc chắn thắng lợi, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã điện cho Sư đoàn 304. Sư đoàn 325 phải thực hiện tốt việc nhanh chóng chuẩn bị chu đáo mọi yếu tố cần thiết để đưa lực lượng vào thực hành vây lấn ngay. Thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Mặt trận, cùng sự nỗ lực rất cao của các chiến sĩ, hai trung đoàn 9 và 66 của Sư đoàn 304, các trung đoàn 95C và 101G thuộc Sư đoàn 325C của quân giải phóng, cùng bộ đội địa phương hướng hóa đã xây dựng được 13 trận địa vây lấn bao quanh căn cứ Khe Xanh. Từ ngày 8 tháng 2 đến 31 tháng 3, lực lượng quân Mỹ ở Khe Xanh bị bao vây
và pháo kích suốt 50 ngày đêm. Quân giải phóng bao vây Cồn Tiên, đánh một số trận ở hướng đông quốc lộ 1 để ngăn chặn lực lượng Mỹ tới ứng cứu cho Khe Sanh. Để chi viện cho Khe Sanh, Bộ Chỉ huy Quân đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đưa Trung đoàn 4 thiếu một tiểu đoàn, Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 tổ chức cuộc hành quân giải tỏa Khe Sanh lần thứ 2 với mật danh Scotland 2 để kéo giãn đội hình vây lấn của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tạo điều kiện cho ý định rút bỏ Khe Sanh. Sau chiến dịch Scotland 2, quân giải phóng miền Nam Việt Nam ghi nhận đã loại khỏi vòng chiến hơn 1.000 quân Mỹ, 11 máy bay các loại bị phá hủy và bắn rơi, 7 khẩu pháo và cối bị phá hủy, phá hỏng đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Thủy quân Lục chiến Mỹ. Chiến dịch Scotland 2 kết thúc, lực lượng Mỹ ở Khe Sanh còn lại 5 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ. Ngày 26 tháng 6, Đại tướng Abraham đã ra lệnh tiến hành chiến dịch Charlie, tổ chức cho lính Mỹ rút bỏ Khe Sanh. Quân Mỹ tại Khe Sanh được lệnh phá hủy tất cả các công trình vũ khí hạng nặng để tránh lọt vào tay quân giải phóng. Phát hiện Mỹ rút quân, các đơn vị quân giải phóng miền Nam Việt Nam tổ chức đánh chặn. Riêng lực lượng pháo binh quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã tổ chức đánh chặn rất hiệu quả vào sân bay Tà Cơn và chặn đánh trên đường bộ, gây cho quân Mỹ nhiều thiệt hại về lực lượng và vũ khí, phương tiện chiến tranh. Trải qua 170 ngày đêm vây lấn Khe Sanh, quân giải phóng đã đánh thiệt hại nặng quân đoàn 3 Thủy quân Lục chiến và sư đoàn không kỵ số 1 Mỹ, diệt 11.900 quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có hơn 10.000 lính Mỹ, phá hủy 197 máy bay, 78 xe tăng, xe thiết giáp, 46 khẩu pháo, 50 kho đạn, giải phóng một địa bàn rộng lớn từ phía tây tỉnh Quảng Trị với 1 vạn dân, phá vỡ một mảng tuyến phòng ngự thép ngăn chặn ở địa đầu miền Nam Việt Nam. Ngày 9 tháng 7, 1968, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng tung bay trên sân bay quân sự Tà Cơn, đánh dấu mốc thắng lợi của chiến dịch đường 9 Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa, góp phần quan trọng và thành công của cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968. Từ đó tạo yếu tố quan trọng trong chiến thắng giải phóng Quảng Trị sau này. Sai lầm về chiến lược của tướng Westmoreland ở Khe Sanh đã khiến quân đội Mỹ phải trả giá đắt. Không kể những tổn thất về con người, đó còn là danh dự của nước Mỹ và niềm tin của công chúng Mỹ đối với chính quyền Johnson. Có lẽ trong lịch sử chiến tranh Việt Nam thì cái tên Khe Sanh có thể nói là cái nỗi một trong những cái nỗi ám ảnh nhất đối với lại người Mỹ, không chỉ ám ảnh đối với lại những cái người trực tiếp cầm súng ở cái trận chiến Khe Sanh mà ám ảnh đối với cả cái giới chính giới Mỹ cũng như rất nhiều người dân Mỹ. Thì quyết định mở cái chiến dịch đường 9 Khe Sanh đó là một cái sáng suốt của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương, của cũng như là của Bộ Tổng Tư lệnh. Từ một thung lũng nhỏ hẻo lánh, Khe Sanh đã trở thành một cái tên luôn được nhắc nhớ, dấu mốc mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng theo chiều hướng trái ngược hoàn toàn với những toan tính ban đầu của người Mỹ.